Thưa quý vị khán giả, là một người cộng sản theo chủ nghĩa Mác Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ phản đối, bài xích các tôn giáo. Người luôn luôn tỏ thái độ tôn trọng và đề cao vai trò của những vị đã sáng lập ra các tôn giáo. Người nói, mục đích cao cả của Phật Thích Ca và Chúa Giêsu đều giống nhau. Thích Ca và Giêsu đều muốn mọi người có cơm ăn, áo mặc, bình đẳng, tự do và thế giới đại đồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là mẫu mực của sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng. Người không hề có sự phân biệt đối xử giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa người có đạo và người không có đạo. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo, hòa hợp dân tộc, không phân biệt tín ngưỡng tôn giáo là tư tưởng nhất quán và trở thành chính sách lớn của Bác. Hiến pháp năm 1946, hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam độc lập do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo soạn thảo, đã khẳng định quyền tự do tín ngưỡng là quyền tự nhiên của người Việt Nam. Người nghiêm khắc phê phán những biểu hiện vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, quan tâm giáo dục cán bộ, chính quyền, quân đội và các đoàn thể và tôn trọng tự do tín ngưỡng, bảo vệ đền chùa, nhà thờ, các tôn giáo. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào Lương hay Giáo đều là người Việt Nam, đều là người lao động và sự nghiệp cách mạng là việc lớn, là sự nghiệp chung không phải chỉ của một hai người. Người kêu gọi lương giáo đoàn kết, toàn dân đoàn kết, cả nước một lòng, nhân dân ta nhất định sẽ thắng lợi trong công cuộc đấu tranh thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc và xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Người dạy, ngày nay đồng bào cả nước, giáo và lương đều đoàn kết chặt chẽ, nhất tâm nhất trí như con một nhà, cương quyết giữ vững tự do độc lập. Tư tưởng đoàn kết tôn giáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ ràng nổi lên quan điểm bỏ qua những dị biệt nhỏ để giữ lấy cái tương đồng lớn, vượt qua những khác biệt về đức tin, lối sống, để giữ lấy tình đoàn kết dân tộc, giữ lấy mục tiêu độc lập, tự do, hạnh phúc. Giữa tháng 10 năm 1945 vào ngày lễ hành nguyện Phật giáo, trong một bữa tiệc chay được tổ chức tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, có tín hữu hai tôn giáo, Công giáo và Phật giáo tham dự. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, mặc dầu hai tôn giáo có hai giáo lý khác nhau, nhưng tôn giáo nào cũng từ bi nhân đạo mà ra. Thì không lý gì lúc này, cùng là con dân Việt Nam, lại không thể có sự đoàn kết giữa hai tôn giáo được. Trong bức thư gửi các giám mục và đồng bào Công giáo Vinh, Hà Tĩnh, Quảng Bình, ngày 14 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, Đức Giêsu hy sinh vì muốn loài người được tự do hạnh phúc. Đồng bào ta cả lương cả giáo cũng vì tự do hạnh phúc cho toàn dân mà hy sinh phấn đấu. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo không chỉ xuất phát từ thực tế đất nước, truyền thống đoàn kết của dân tộc, từ tinh hoa văn hóa dân tộc, từ lý luận Mác Lênin xem cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, mà còn từ tình cảm yêu thương, lòng nhân ái của người với đồng bào các tôn giáo. Tấm lòng ấy là bản sắc Hồ Chí Minh, luôn biết hòa vào quần chúng, hiểu họ yêu gì, ghét gì và mong muốn điều gì. Kể từ luận cương cách mạng tư sản dân quyền năm 1930 đến nghị quyết đại hội 7 của Đảng năm 1996, từ nghị quyết đầu tiên của chính phủ ngày 3 tháng 9 năm 1945, nghị định số 26/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 1999 và trong các bản hiến pháp của nước ta, Đảng và Nhà nước đều nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền tự do tín ngưỡng và đoàn kết tôn giáo. Việt Nam ơi. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc có một ý nghĩa rất to lớn. Nó đã trở thành cơ sở cho việc hình thành chính sách tôn giáo của Đảng và Chính phủ ta trong các giai đoạn cách mạng, nhằm phát huy được mặt tích cực của đạo đức tôn giáo trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Mục họp 30 ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.